Chiến thắng 3-1 trên sân Copenhagen giúp Man City chúng ta đặt một chân vào tứ kết của Champions League. Nhưng quan trọng hơn, nó cho phép thầy trò Pep Guardiola có thể dồn toàn lực cho hành trình 11 ngày quất 4 trận tại giải quốc nội từ giờ cho tới cuối tháng 2. Hành trình đó sẽ bắt đầu với 90 phút đại chiến với Chelsea tại Etihad vào 0 giờ 30 đêm ngày hôm nay. Nào, các anh chị em The Citizen, hãy đăng ký kênh, bấm rung chuông, like mạnh các sản phẩm thuộc hệ thống Man City Homie để cùng chúng tôi tới với video nhận định, phân tích trước trận đấu Man City và Chelsea nhé. Trận lượt đi hòa 4 đều giữa hai đội tại Stamford Bridge hồi tháng 11 năm ngoái chắc chắn là một trong những trận đấu hay nhất Premier League ở mùa giải năm nay. Nếu các anh chị em The Citizen còn nhớ, thì trước khi chia điểm tại sao huyệt của Chelsea, đội bóng của chúng ta sở hữu mạch 5 trận toàn thắng liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Nhưng kể từ trận hòa The Blue 4 đều ấy, thầy trò Pep Guardiola lại trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, thậm chí là khó khăn nhất ở mùa bóng hiện tại. Sau Chelsea 4 đều là hòa Liverpool 1 đều tại Etihad và cuộc ngược dòng thắng Leipzig 3-2 tại Champions League. Là một trận hòa nữa với tỷ số 3 đều trước Tottenham. Và tiếp theo là thất bại không thể bào chữa tại Villa Park. Tuy nhiên, sau trận thua Aston Villa 0-1, Pep's team đã thể hiện phong độ siêu hạng, bất bại liền 14 trận, trong đó có 13 thắng lợi. Tính từ giải FIFA Club World Cup cuối tháng 12 năm ngoái, Man City đã thắng một lèo 11 trận. Đây là mạch chiến thắng dài nhất của chúng ta mùa này, thậm chí là tốt nhất kể từ tháng 3 năm 2021, 20 trận. Những thắng lợi liên tiếp đó cho thấy, khi trong tay Boss có đầy đủ những lựa chọn tốt nhất, Man City có thể hủy diệt mọi đối thủ. Mới nhất là khúc khải hoàn 3-1 trên sân Copenhagen ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, trận đấu mà Kevin De Bruyne đặt dấu giày vào cả 3 bàn. Phil Foden đóng góp một bàn và một kiến tạo, trong khi Bernardo Silva cũng chơi tuyệt hay khi đồng thời ghi bàn thắng quan trọng nâng tỷ số lên 2-1 ở cuối hiệp 1. Sự kết hợp biến hóa và tuyệt vời giữa De Bruyne và Foden đang là điểm sáng trong những thắng lợi gần đây của Pep's team. De Bruyne đã mất quá nhiều thời gian để lấy lại phong độ đỉnh cao với 2 bàn thắng và 7 pha kiến tạo kể từ khi anh tái xuất sân cỏ sau 5 tháng vắng mặt vì chấn thương. Pha kiến tạo của De Bruyne cho Haaland ấn định tỷ số 2-0 trước Everton cách đây một tuần đã là được trở thành bàn thứ 66 của anh tại sân Etihad tính riêng tại Premier League. Lịch sử của giải đấu này chỉ có Ryan Giggs với 84 pha kiến tạo tại Old Trafford là làm được nhiều hơn chú Kevin của chúng ta mà thôi. Quan hệ đối tác thiết lập được trở lại giữa De Bruyne và Haaland tất nhiên là một điểm sáng khác trong vài trận vừa qua của City. Pha kiến tạo mà chúng tôi vừa nhắc tới bên trên cũng là lần thứ 12 De Bruyne chuyền cho Mabu Naoui ghi bàn. Tính từ đầu mùa giải trước, nhiều hơn bất kỳ cặp đôi tấn công nào tại Vương quốc Anh. Kevin De Bruyne có bóng và Haaland bắt đầu di chuyển. Phương thức tấn công này đơn giản là không thể bị bắt bại bởi bất kỳ đối thủ nào. Tất nhiên trong số đó bao gồm hàng thủ đã thủng tới 10 bàn trong 4 trận gần nhất của Chelsea. Tất nhiên nói đến Haaland, Kevin De Bruyne thì càng không thể bỏ qua Foden được. Đây chắc chắn là mùa giải hay nhất của cậu ấm trong mùa của Man City. Điều đó được Boss Pep và chính Foden thừa nhận. Foden thì homie đã khen riêng khen chung, khen rất rất nhiều. Nên giờ có thể nói là chúng tôi bí tử. Cách tốt nhất để tôn vinh giá trị, tầm quan trọng và hành trình thăng tiến khủng khiếp của số 47 là thống kê liên tiếp. Mời các bạn nhìn vào hình ảnh đang hiện trên màn hình. Đó là đóng góp vào bàn thắng của Foden kể từ trận chung kết FIFA Club World Cup đến trận đấu mới nhất gần đây của City thắng Copenhagen. Nói về cái hay của Foden thì đơn giản, cậu là ghế vì không phải bàn. Về mặt nhân sự, phải thừa nhận rằng sau một giai đoạn ngắn sở hữu đầy đủ các binh tướng trong tay, The Boss lại đang phải đối mặt với những tổn thất. Jack Grealish chỉ đá hơn có 20 phút trận thắng Copenhagen trước khi phải rời sân vì chấn thương, trong khi Bernardo Silva cũng gặp một chút vấn đề ở cơ bắp sau trận đấu này.
Trước đó, những Kovarion, Kovacic và Sergio Gomez đều không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu tại Đan Mạch vì thể trạng chưa ổn. Trong số này, Kovarion là nặng nhất bởi hậu vệ người Croatia có thể phải nghỉ hết tháng này vì chấn thương ở dây chằng mắt cá chân. Tôi nghĩ Jack chưa sẵn sàng, Josko cần ít nhất thêm 2 tuần nữa để trở lại. Còn với Bernardo, chúng tôi phải đánh giá thêm một lần nữa 24 giờ trước trận đấu. Lạc quan là Kovar đã trở lại tập luyện, Sergio cũng vậy. Đó là phát biểu mới nhất của Boss về nhóm các cầu thủ đang có vấn đề. Như vậy, đội hình xuất phát tối ưu nhất của City theo chúng tôi sẽ là Edison trong khung gỗ, bộ tứ vệ Walker, Stone, Diaz, Aker, Drew Brees đá tiền vệ trụ, phía trên là bộ tứ Foden bên phải, Alvarez, Kevin De Bruyne, Double Trent, Doku bên trái, trung phong đương nhiên là Haaland. Về mặt lý thuyết, City sẽ chơi với sơ đồ 4-1-4-1, nhưng trên thực tế thì kết cấu đội hình là thiên biến vạn hóa bởi khả năng hoán chuyển vị trí, vai trò cực kỳ linh hoạt của bộ ba Kevin De Bruyne, Alvarez và Foden. Ngăn chặn đà tiến của Man City chúng ta có vẻ là nhiệm vụ khó khăn với bất kỳ đối thủ nào tại thời điểm này. Nhưng phải thừa nhận rằng Chelsea lúc này đang có tình hình rất tích cực sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Aston Villa tại FA Cup và Crystal Palace ở Premier League. Nói về Chelsea thì tất nhiên phải nói về chàng trai ngày nào của City, Cole Palmer. Foden quan trọng với Man City mùa này như thế nào thì giá trị của Palmer với Chelsea cũng tương tự, thậm chí là còn hơn như vậy. Bởi Foden là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trong một giải ngân hà lấp lánh. Còn Palmer gợi với cảm giác một cánh én nhỏ gồng mình mang về mùa xuân cho The Blue vậy. Trong trận thắng mới đây trước Palace, Palmer là tác giả của 2 pha kiến tạo, nâng tổng số lần đặt dấu giày vào bàn thắng của cậu tại Premier League mùa này lên con số 16. Nếu các bạn còn nhớ thì Palmer cũng là điểm sáng trong trận hòa 4-4 tại Stamford Bridge giữa hai đội. Trận đấu mà Palmer không chỉ cho thấy tầm quan trọng về kỹ chiến thuật với Chelsea mà cả ở khía cạnh tinh thần nữa. Ai là người đã ghi bàn thắng gỡ hòa 4-4 ở phút bù giờ thứ 5, tiếng trống đá phạt đền trong một khoảnh khắc ngập tràn áp lực? Chính Palmer chứ còn ai. Huấn luyện viên của Chelsea, Pochettino, đã đánh bại Post Pep của chúng ta ở 3 đội bóng khác nhau mà ông dẫn dắt: Espanyol, Tottenham và PSG. Jose Mourinho là huấn luyện viên duy nhất thắng Pep với 4 đội bóng khác nhau. Nếu thắng được tại Etihad, Pochettino sẽ sánh ngang với thành tích của người đặc biệt. Thế nên, không có gì ngạc nhiên về quyết tâm của thầy trò Pochettino. Nhưng đừng quên, không huấn luyện viên nào thua Pep nhiều hơn Pochettino, tổng cộng là 13 lần. Nếu như các ca chấn thương của City đa phần là nhẹ, và thực tế chúng ta vẫn đủ nhân lực ngon lành để sắp xếp một đội hình xuất phát tối ưu, thì điều tương tự không hiện diện tại Chelsea, Pochettino từ đầu mùa và tất nhiên là cả thời điểm này. Danh sách thương binh của The Blue vẫn dài dằng dặc với Fofana, Zikrim, Marc Cucurella, Romeo Lavia, Robert Sanchez, Okuchukwu, Badiashile và đặc biệt là thành đồng Thiago Silva, người vừa gặp chấn thương háng không hề nhẹ trong trận thắng trước Palace. Về mặt thống kê, Chelsea chỉ giữ sạch lưới một trong 19 trận gần nhất gặp Man City. Trận đó đã diễn ra trong trận thắng 2-0 dưới thời của Sarri và thắng 12 năm 2018. Trong khi đó, Man City đã thắng 6 trong 8 trận sân nhà gần nhất gặp The Blue. Julian Alvarez chính là tác giả ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa hai đội vào cuối tháng 5 năm ngoái, trong ngày City chính thức nâng cao danh hiệu vô địch Premier League lần thứ 3 liên tiếp. City đang có chuỗi trận ghi bàn dài nhất trên sân nhà trong khuôn khổ Premier League, 44 vòng đấu và 135 bàn thắng. Không biết vào đêm ngày hôm nay, Pep's team sẽ nổ thêm bao nhiêu bàn nữa vào lưới Chelsea. Nhưng có một điều mà Homi có thể tự tin khẳng định: chúng ta sẽ thắng, chiến thắng thứ 12 liên tiếp trên mọi đấu trường. Các bạn dự đoán như thế nào với kết quả trận đấu này? Nhớ chia sẻ với chúng tôi ở phần comment bên dưới video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở các chương trình tiếp theo.